Mày đâu vậy? Mấy đứa kia đâu? Còn mấy đứa nữa? À. Thằng quỷ sứ, đi đi không quay đâu, quên nữa. Cái này mới có quán nè. Cái này mới có quán nè. Ở đây, tao đi luôn, đi xin. Quá trời đây máy đắt rồi. Đi đấy. Lo nghĩa dẫn rồi, má nghĩa ơi. Có vợ, con về nó vợ mình. Về nó vợ mình nè. Đâu có chồng rồi ba. À biết đâu, biết luôn. Ủa có chồng là không được á. Hello mọi người nha, chào mừng các bạn trở lại kênh Nguyễn Hải nha. Thì hôm nay tụi mình ghé lại nán lại xíu ở Cần Thơ. Xem tụi mình coi được quay được gì mọi người xem nha. Nói chứ thì gác quay quéo quán cà phê mình. Mình nghỉ ngơi mọi người, uống nước cà phê. Uống gì kêu đi. Uống gì đi, đắng hồi đợi anh em ơi, đi nè. Cái quần gì vậy? Lấy ra thẳng rồi. Đưa ly trà vải. Đi ly ông đi chị ông. Xích cái xích lường. Có gì nè chị mới xanh? Cái sao không? Bên trong, tháng cái này luôn. Bên tao bán. Cái này anh Chính, đúng rồi. Anh Chính nói với mấy em về. Dạ. Có câu nghe anh ơi. Em thích xích lường qua nha. Ê, anh nè, anh nè, anh nè. Nè, nghe anh hai dạy nè, anh hai nói câu anh hai. Nói dạy dạy. Đây nè, chào mừng tất cả mọi người luôn. Bi. Tất cả bạn. Tôi lúc nào tôi cũng mạnh khỏe mạnh giỏi để mà được quay video cùng anh em. Nó bị sức hết rồi. Luôn đồng hành trên công việc mà mình đã yêu thích trong cuộc sống này á bạn. Đôi khi á mà mấy chó mắc dạy nhét bên ngoài. Thế bà thầy. Đôi khi cuộc sống áo lực lắm. Chết khỏe anh hai tôi. Anh hai nói anh hai. Sống rồi. Phải biết chấp nhận. Chấp nhận gì? Thằng trong cuộc tình cảm nè. Cuộc đời sống mình nè. Sao ta? Mình không muốn biết nói gì hơn các bạn. Thì mình xin kết thúc video đây. Trời ơi. Chán rồi vậy. Nói này. Thích tôi á thì chuyện còn đi đầu với sự mà cuộc sống nó gian dối quá nhiều. Rồi nó tiếp anh hai, nó tiếp anh hai. Này nó này. Alo, tao điện hả? Đó, đó. Quay kiếm coi, quay luôn. Nha, để cho nghe điện thoại rồi. Kiếm báo báo. Nghe nha. À, chút đây. Anh giải quyết mẹ này nha. Gặp anh em đi. Bấm nút khỏe mà đi. Phiên. Alo. Mày út mà. Mày út mà. Mày bị tai biến hay gì? Mày chứ anh thử nha. Này luôn không? Đúng rồi. Này luôn không? Cảm ơn. Đi. Đây có làm phục vụ luôn ta, sướng ta. Trà sen đâu? Trà nè. Sen nè. Đây trà sen đây. Có ai đâu? Có đứa đâu? Cái gì? Sen nè. Bà xỉu nè. Bà xỉu của bà. Tụi bà sợ quá. Đây anh. Đây là ly cà phê sữa đây. Rồi. Đây. Rồi còn thiếu đủ nặng thì cứ thêm nè. Nặng ly uống gì? Em uống vô hấu. Đó, rồi nãy giờ là không nói. Rồi mọi người nha. 1, 2, 3, vô. Đi rồi. Mời bạn nha. Con lớn với con con có rồi là. Mời cả nhà yêu nha. Mời mọi người nha. Mày có quần quầy để tối không nè. Quay không coi. Chữ nhỏ tối ngày. Đây. Còn nhiều nước cho cái mọng nước. Nó gại mày đó nghe. Nó gại mày đó.
nay là bóng lại đúng quá. Bóng quá rồi đó thì Cần Thơ nghe. Ở đây mình có tuổi rồi quý vị, mình làm biến chụp hình với lại mình. Cưng quá. Ở đây tới chiều đi. Vậy. Ở đây tới chiều. Giống mày nói. Đứng như cái bỏ tới chiều có nó ta giống. Giang mà chồng mày lỗ tai. Xe đua á. Ở đây tới chiều đi. Có xe đua không? Có. Bao mới đi. Bao. Xuống Cần Thơ bắt tao bao một chục. Đúng không? Đúng không? Anh em chơi tới chị em tao đi chơi cái chiếc xe đua ngoài đây làm cái gì rồi. Giờ sao về vậy? Vậy vậy phải không? Bây giờ trước về nè, bây giờ trước bây giờ tôi dẫn anh em đi xem phim Lật Mặt. Dạ. Lát coi xong cái nhớ đi cho ra cảm nhận nha. Okay. Coi khi nay em để biết rủ dòng họ đi coi tiếp. Okay. Túng quá trời, ước gì mình cũng được túng như vậy. Trời 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 ơi trời, túng nó nhà nhá, túng nhà. Thôi giờ mình sẽ vô trỏng mua vé xem phim luôn mọi người ơi, đợi mình xíu nha. Ok mọi người, mình đã mua vé xong, thì xíu nữa tụi mình xem xong rồi mình sẽ cái đi ra xem thì ra mình cho mọi người xem cảm nhận nha. Tại giờ vô trỏng đâu quay đúng. Đợi mình xíu nha. Vô trỏng coi rồi quay cho mình xem. Đây đây. Coi phim mà khóc quá trời khóc rồi. Là... nè, alo. Ấy mày kêu tao bằng thằng cái gì? Đấy, đợi đi, đợi đợi, đợi anh Sơn ra đi. Mày bãi cái đầu mày quá. Chứ không phải mày, mày nói mà ở Cần Thơ là mày hay đâu. Bắp nè anh em. Thấy phim sao rồi? Mày đứng nhảy mày lấy. Thấy phim sao rồi? Thấy phim sao? Phim thì nói chung thì cuộc sống đời hơn gặp hàng ngày đó. Nói chung là cái bộ phim này mọi người mình không hết biết đường luôn. Đúng là Lật Mặt thiệt á. À, nó cho mình hết cái bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đúng rồi. Cái gì mà ông cái nó kịch tính nha, rất là kịch tính luôn. Không ai đón ai được. Sao mình? Không ai đón mình thiệt. Thì nói rồi đó. Nói cái này. Rất là kịch tính. Rồi, góc quay thì toàn là điện ảnh không mọi người, nói chung là hay mọi người nên đi xem nha. Thơ buổi tối này mọi người, không biết vô cái đường nào luôn rồi. Bạn có bạn được đường này không? 2 phút nữa. Chạy thẳng đúng không? Đúng rồi, gần tới đó anh. Qua cầu, qua luôn. Nó chạy qua cầu luôn. Chó. Thì qua cầu nè. Phải đi ngang cầu không? Qua cầu không? Cái cầu ta. Thấy không thành hùng luôn nè. Thấy không thành hùng thiệt. Có cái đường. Vô tới nha mọi người. Đây là điểm phạt không? Chạy đi. Chạy đi Nghĩa. Anh Hải đi chạy đi anh Hải. Hai bao đi chợ đi. Nghĩa bao rồi đi chợ đi cưng. Hai bao. Đây, mấy chút 36 vậy, 36 tỷ. Nói gì vậy? Đang thơ bao đó nghe. Ăn mấy quà. Ai ngồi đâu ăn cơm không? Thôi, hai dĩa cơm đi. Ờ. Hai dĩa cơm. Cơm mới chạy. Tay cái bụng chưa? Về đi Mai Lan. Mượn băng về trước đi xíu vui ăn. Không. Ở bánh đâu hết trơn rồi. Bánh hồi sáng mình mua kìa. Ngồi xe hả? Ờ, ok. Dán mắm nè. Nước mắm anh ơi. Lấy này vô.
Kệ chia nha, đồ ăn nhiều mà. Chia nhanh đi rồi. Còn lẩu nữa mà. Ăn đi. Bỏ vô anh Cảnh nè. Bỏ cho hai anh tài xế, cho hai anh ngồi trước đi. Bên đây có. Bên đây có, bên đây nè, bên đây nè. Cái gì vậy? Lá cây. Lá gì? Cây gòn. Giấy hả? Giấy. Heo hay bò? Gà. Gà hả? Ủa gà cái giấy nữa ta. Không bán tặng hả? Dạ cảm ơn. Nẻo cảm ơn nha. Dạ cây là nẻo á. Đi sâu quán đặng ở đó thấy thương quá. Có nước mắm chưa anh? À, rồi rồi cảm ơn anh. Ăn cho no nha. Chân gà rút xương với nước mắm, món này phá khẩu à. Ăn ngon luôn. Này ngon á. Thử đi. Đây ăn còn chưa hỏng đã lắm á. Mời bạn nha. Mời các bạn nha. Nguyên nín. Mời bạn nha. Chú ổn mới ăn này ngon chứ trời. Ngon không? Ngon. Nhìn chắc phải ngon. Ngon em. Quá trời đoạn mọi người ơi, mọi người nha. Ở đây đông người nhưng mà đồ ăn được cái đem ra nhanh lắm mọi người ơi, ngon nữa. Quá tên gì vậy ta? Số Dách. Số Dách hả? Gần gần hẻm 51 quá ở Cần Thơ các bạn. Sơ ngang. Không còn cái gì luôn. Ăn quá ăn. Nó trơn luôn. Ăn lòng ăn dữ anh lòng. Lòng ơi xin anh. Cái kêu cái đồ nướng nè, nhưng mà có chả heo ta. Ok vô dẹp nè. Chả cho bánh đây luôn. Chả phải thêm mổ lần. Thêm mổ lần. Vô đi anh em ơi, vô nè. Vô anh em ơi. Đem vô luôn đi. Vô. 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 Vô, mỗi 3, 4, 5 vô. Vô. Tới đây có gì không? Vô nha. Mình lựa mà cho các bạn ăn ít. Heo, heo. Bò, bắp bò. Bắp bò. Ừ. Ăn nó gần dai. Thấy bò sống vậy. Rồi sạch quay gặp chừng mà anh Cảnh rồi kìa. Tao mát vợ đó nè con. Tự xuống. Quắc đấy. Tao tưởng hai mày đợi sướng luôn. Bắp cam lên liền nhanh thiệt chứ. Đẳng cấp. Chú bắt đưa tôi fan tôi coi. Nãy mới nói đẹp xong đập cam cái xấu. Ừ. Ai nó đẹp? Anh lật mặt. Hồi nãy nè, cái nào? Hồi nãy nè. Hồi nãy trong quán trường, hồi nãy trong quán trường đút lưỡi nó. Đó. Anh lật hơn Lý Hải nữa đó. Lý Hải. Ui, sợ là nhiều với trời. Dạ ác hiểm. Dạ ác hiểm. Mình xích qua đây mình. Qua đúng không anh? Xích này nè, xích này nè, xích này nè, xích đậu này nè. À. Cho đứa nó gấp tới. Rồi. Không còn cũng lông nào luôn. Xích qua mình nè, xích qua nè, xích qua đây nè. Thôi mày được giá bộ từ bi. Tới số mày rồi con, tao chụp hình rồi, tao sẽ gỡ vợ cho mày. Ở đây chín rồi, chín sẵn rồi. Chín với anh. Chín sẵn rồi. Đây, gà đó người ta chiên. Xôi chưa? Rồi, ăn đi. Thì có đi nè, cậu hồi nãy mình bấm coi đó.
Ăn đi, ăn đi, ăn đi, xong rồi, ăn đi, mời mọi người nha. Tính tiền á, tính tiền cho anh, tính tiền giùm em, tính tiền hay cho lại tính tiền sao được. Ok mọi người, thì nãy giờ mình ăn quá chưa, ăn luôn quá xá là ăn luôn, ăn còn nhiều em, ngon quá nồi. Giờ sẽ tính tiền đi về thôi mọi người ơi, tại vì cũng trễ rồi, giờ này về tới nhà chắc khoảng 12 giờ mới tới nhà. Rồi tính tiền xong rồi, về nè. Dạ. Ở đây gửi chén đi. Mình mới vừa lên xe xong mọi người ơi. Tại giờ này cũng trễ rồi, mình sẽ tranh thủ đi về để mà ngày mai còn tiếp tục công việc ngày mới. Thôi giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Mình cảm ơn người đã theo dõi hành trình đi chơi của tụi mình nha. Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Ngủ ngon nha. Bye bye.